Mới đây trong văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nêu rõ thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch đang chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề nhất do tác động của dịch Covid-19, nhưng cho tới nay vẫn chưa có chính sách hỗ trợ. Từ đầu năm 2020 đến nay, đội ngũ nghệ sĩ tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch gần như không thể hoạt động do đại dịch Covid-19, không được tổ chức sự kiện, tập trung đông người. Hơn nữa, họ trải qua quá trình đào tạo công phu nhưng tuổi nghề ngắn, lương thấp. Vì vậy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị hỗ trợ 2.000 viên chức hạng 4 gồm đạo diễn, diễn viên, họa sĩ tại các đơn vị công lập được nhận 1,8 triệu đồng mỗi người một tháng, được hỗ trợ 3 tháng chi trả trong một lần. Thông tin này lập tức được sự quan tâm của dư luận, nhiều ý kiến trái chiều nổ ra trước đề nghị này của phía Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cụ thể, nhiều người cho rằng trong tình hình chung hiện nay, không riêng gì giới nghệ sĩ mà có rất nhiều đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề. Do đó, họ mong cơ quan chức năng dành sự quan tâm đến nhiều người dân khác. Tôi nghĩ nên ưu tiên cho người lao động khó khăn trước, còn nhiều người còn khổ hơn nghệ sĩ, chẳng hạn như người già và người bán vé số, họ cần được giúp đỡ trong mùa dịch này, một người đọc bày tỏ. Một tài khoản bình luận, còn rất nhiều nghề cực khổ hơn nghề này lắm, họ cũng mất việc và ngủ gầm cầu lề đường, xin làm ơn hãy giúp đỡ thêm cho họ. Người xem khác bày tỏ, ai cũng khó khăn chứ đâu riêng nghệ sĩ, những ngành khác ai hỗ trợ. Một tài khoản thẳng thắn, tôi không bằng lòng ủng hộ nghệ sĩ, nghề nào cũng có khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Nhưng có những nghề còn khó khăn hơn nghệ sĩ nhiều. Ví dụ như những lao động tự do, họ đi bán vé số mưu sinh, hoặc công nhân họ gặp nhiều khó khăn hơn nghệ sĩ nhiều. Tuy nhiên cũng nhiều ý kiến lên tiếng đồng tình với đề xuất này. Họ cho rằng bên cạnh một số nghệ sĩ sở hữu khối tài sản khủng, giàu có thì vẫn có không ít người cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trong đó đáng chú ý là những viên chức với đồng lương ít ỏi và không thể biểu diễn trong giai đoạn dịch Covid-19. Một cư dân mạng nêu ý kiến, nghệ sĩ trong diện viên chức nhà nước thu nhập rất thấp, mà biên chế nhà nước nên được nhận hỗ trợ cũng chính đáng mà. Người xem khác bày tỏ quan điểm, nghệ sĩ nổi tiếng có thu nhập cao, đóng thuế khá nhiều nên họ sẽ không nhận trợ cấp, nhưng còn một bộ phận khác vẫn khó khăn, chỉ mới là đề xuất nên cần xem xét tới từng đối tượng, đó là sự công bằng với tất cả tầng lớp người dân. Đây là ý kiến hay, tôi nghĩ rất nên trích ngân sách để giải ngân cho giới nghệ sĩ, không để họ khổ sở và sống lay lắt. Họ là những người đã cống hiến cho xã hội trên mặt trận văn hóa. Người xem khác bày tỏ, nghệ sĩ không hào nhoáng như nhiều người vẫn nghĩ đâu, họ cũng cực khổ lao động, mưu sinh, nếu giàu thì đó chỉ là số ít thôi. Một người đọc khác chia sẻ, mùa dịch này ai cũng khó khăn vất vả, có được sự hỗ trợ thật đáng quý. Hiện câu chuyện có nên hay không việc hỗ trợ nghệ sĩ trước khó khăn của mùa dịch vẫn đang là đề tài thu hút sự quan tâm từ dư luận. Nếu trước đây chỉ là những tin đồn hẹn hò với Jin Tuấn Kiệt thì mấy ngày qua, cộng đồng mạng lại tiếp tục dần dần với thông tin Puka đang mang thai với đàn em. Theo đó, thông tin này xuất phát từ một bức hình mà Puka đăng tải, cô nàng để lộ vòng hai khác lạ và dấy lên nghi vấn đang có thai. Ngay lập tức, các netizen đã réo gọi Jin Tuấn Kiệt, người được cho là đang ở trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu với đàn chị Puka. Nhận thấy tai vạ chuẩn bị kéo tới, Puka lập tức đăng lên story Instagram thêm tấm ảnh để chứng minh vòng eo vô cùng thon gọn của mình, nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ đâu. Thế nên, mới đây, người đẹp làng hài đã lên tiếng chính thức cho tin đồn trên. Cụ thể chia sẻ trên Instagram cá nhân, Puka phủ nhận hoàn toàn tin đồn thất thiệt này và cho biết đây chỉ là do lỗi trang phục, chẳng hề mang bầu như dân mạng đồn thổi. Hiện tại Puka đã xử đẹp, luôn cái áo đầm tai tiếng này. Đời em chưa đủ ế sao mà đồn em có thai. Thông báo là em quăng luôn cái áo đầm hôm bữa rồi, Puka hài hước viết. Đây không phải là lần đầu tiên mà Puka bị nghi vấn hẹn hò hay có mối quan hệ tình yêu với Jin Tuấn Kiệt. Trước đó nữ diễn viên nhiều lần bị dân mạng soi ra nhiều chi tiết hẹn hò, thân mật với đàn em. Theo đó, vào giữa tháng 4 năm 2021, trên trang cá nhân của mình, Puka khoe ảnh diện đồ sexy khoe khéo vòng một vòng đầy gợi cảm khi đang ăn tối tại một nhà hàng có không gian khá lãng mạn. Tuy nhiên, để tránh bị nghi ngờ đang đi hẹn hò, kiều nữ làng hài vội vàng tung thính bằng dòng trạng thái, hôm nay ra phố đơn côi. Anh nói anh tới, thế thôi em về. Dù cố tình né tránh, thậm chí tung thính không dính vào đâu nhưng cô nàng vẫn bị cư dân mạng soi ra chi tiết đang hẹn hò cùng tình trẻ. Các thánh soi đã nhanh chóng phát hiện màu chiếc bàn và ghế của Puka khá trùng khớp với bức ảnh đính kèm trái tim được đăng tải lên story của Jin Tuấn Kiệt. Hơn nữa, màu sắc của chiếc bàn trong ảnh mà cả hai đăng tải cũng hoàn toàn giống nhau. Ngoài việc phát hiện bằng chứng hò hẹn, dân tình cũng để ý rằng dạo gần đây Puka ngày càng chăm ăn vận sexy, nhan sắc thăng hạng đúng kiểu một cô gái đang hạnh phúc trong tình yêu. Được biết, trước đó cặp đôi cũng từng bị phát hiện diện khá nhiều món đồ đôi. Đặc biệt, thời gian gần đây cặp chị em này dường như đã thoải mái hơn khi liên tục xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện. Puka sinh năm 1990,
Cô là diễn viên hài được yêu thích qua các chương trình truyền hình. Với nhan sắc xinh đẹp, Puka được công chúng ưu ái gọi là hot girl làng hài. Puka từng yêu đạo diễn Diệp Tiên sau lần gặp nhau vào năm 2016, đến năm 2018 thì dọn về ở chung, từng chia sẻ ý định làm đám cưới. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2019, Puka và Diệp Tiên công khai việc chia tay sau 3 năm yêu. Theo một nguồn tin riêng tiết lộ thì cả hai không thống nhất quan điểm chuyện nam đạo diễn chuẩn bị đi nước ngoài định cư. Sau khi cùng nhau nói chuyện rõ ràng để đưa ra quyết định, Puka và Diệp Tiên khá thoải mái, xem nhau như bạn bè, đồng nghiệp bình thường. Sau đó đến khoảng tháng 2 năm 2020, mạng xã hội xôn xao tin nữ diễn viên đang bí mật yêu ca sĩ Jin Tuấn Kiệt, kém cô 6 tuổi qua loạt chi tiết như dùng nhiều đồ đôi như mũ, mắt kính, đồng hồ. Mặc dù đến hiện tại, cả hai vẫn không xác nhận mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn luôn nhiệt tình đẩy thuyền mỗi khi cặp đôi chị em này để lộ chi tiết bí mật hẹn hò bên nhau. Mới đây trong một chương trình truyền hình, nữ chính có tên Đoan Minh 26 tuổi tham gia với mong muốn tìm được một nửa hoàn hảo. Nhưng sau những chia sẻ về gu người yêu của mình, Đoan Minh đã vấp phải nhiều tranh cãi. Cụ thể, nữ chính sâu hẹn hò đề ra tiêu chuẩn bạn trai trên trời như đẹp trai, nấu cơm cho mình, chu cấp tiền cho mình để đầu tư chứng khoán, đi ăn nếu bạn trai quên bóp thì em có thể cả thẻ trả rồi đợt sau bạn cả lại, nhưng quên lần hai là thôi bái bai luôn. Chưa dừng lại, cô còn khẳng định mình biết nấu cơm nhưng sẽ không nấu cho bạn trai, muốn được chiều, không thì đi ăn cơm tiệm, ở riêng nếu về chung nhà, nếu không được ở riêng thì kiếm bạn trai mới. Sau khi nhận cơn mưa gạch đá, từ phía dư luận, nữ chính hot nhất thời điểm hiện tại đã có những chia sẻ với báo giới. Mỗi người có những tiêu chí rất khác nhau về ngoại hình, tính cách, khả năng tài chính. Mình xin lỗi vì tính mình hơi thẳng thắn quá, mình cũng không phải là người hoàn hảo. Mình chỉ không hiểu sao nhiều cư dân mạng lại nói mình trèo cao. Mình cũng đã tự đi làm rồi, có thu nhập riêng chứ không phải là chỉ ăn bám. Ngoài ra, mình có tham khảo ý kiến của nhiều bạn bè, nhiều chị em phụ nữ thì họ cũng đồng ý rằng vợ chồng nên sống riêng. Ví dụ ba mẹ vợ neo đơn quá thì rước lên ở chung cũng được. Nhưng mà mình vẫn đề cao sự riêng tư. Khi mình nói đối phương đưa tiền cho mình đi đầu tư thì ý mình là số tiền đó không cần lớn đến vài ba tỷ, khoảng 100 đến 500 triệu hoặc hơn là được. Nó phù hợp với mức thu nhập của một người đàn ông trung lưu. Những người đàn ông như vậy cũng đã thành đạt hơn rồi. Hoặc là, họ cũng thiếu thốn hoặc có mặt xấu nào đó. Ví dụ, họ chăm chỉ kiếm tiền nên không lãng mạn thì mình sẽ bù vào khoản đó. Anh phải ổn định về mặt kinh tế. Người ta có đổ vỡ hôn nhân cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không phụ thuộc vào ba mẹ quá. Mình từng có góc khuất gia đình nữa nên không muốn sống với bố mẹ. Trong 12 người đó, mình có 4 mối tình sâu sắc, còn lại thì là cruise hoặc là tìm hiểu không thấy hợp rồi dừng. Khi yêu mình cũng chưa bao giờ cắm sừng hay làm gì có lỗi với đối phương nên không có gì phải ngại mà giấu, Đoan Minh cho biết. Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi vì đã để xảy ra những ồn ào không đáng có. Tuy nhiên cư dân mạng vẫn không ngừng tấn công Đoan Minh. Chưa kể là việc cô nàng bị body shaming đầy nặng nề. Cô gái trẻ 26 tuổi cho biết, sau khi chương trình lên sóng, cô có đọc các bình luận của cư dân mạng nhưng không thể kiểm soát các bình luận tiêu cực của mọi người. Ngoài ra, còn có rất nhiều nick Facebook đã gửi tin nhắn chửi bới, hăm dọa cô, thậm chí gọi điện xúc phạm. Mình có public số điện thoại phục vụ công việc nhưng không hiểu sao bị mọi người gọi quấy rối. Bạn bè mình hiểu mình, có vào bình luận an ủi trên Facebook cũng bị chửi và spam. Chị gái mình bên Úc cũng bị cộng đồng mạng nhắn tin nói. Nói chung mình vẫn kiểm soát được cảm xúc, nhưng không nên body shaming, miệt thị và làm phiền tới cuộc sống của mình nữa. Cô gái trẻ hy vọng cộng đồng mạng sẽ có cái nhìn thiện chí hơn và mong những nạn nhân về sau sẽ không gặp phải hiệu ứng tiêu cực như trường hợp của cô. Mình chỉ lo những ai giống như mình sẽ bị tự ti, trầm cảm mà thôi. Qua đây cũng gửi lời xin lỗi bạn trai đã tham gia ghép đôi, hy vọng những lời nói của mình sẽ không làm bạn tổn thương. Hiện trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, hình ảnh của cô gái này vẫn đang là chủ đề cực hot khi đồng loạt được các trang đăng tải và thu hút hàng trăm nghìn bình luận. Thậm chí, chính bản thân cô nàng cũng dành thời gian đi trả lời rất nhiều ý kiến chĩa mũi dùi về mình. Đang yên, đang lành, tận hưởng cuộc sống chuẩn quý cô sang chảnh, Ngọc Trinh và Lily Chen đã đồng loạt bị cư dân mạng gọi tên vì nghi có liên quan đến vụ lùm xùm chung bồ tỷ phú. Chi tiết đáng ngờ nhất là hai mỹ nhân sở hữu siêu xe tiền tỷ có giá tiền màu sắc hao hao nhau, thậm chí là còn được cùng một nhân viên sale tư vấn. Bất ngờ dính vào loạt thị phi không đáng có, sáng ngày 23 tháng 6, Ngọc nữ Bolero đã đích thân lên tiếng phân trần và giải thích cụ thể từng sự việc xảy ra trong những ngày qua. Nói về chuyện đụng hàng màu sắc siêu xe với Ngọc Trinh, nữ ca sĩ cho biết từng bị bất ngờ trong ngày nhận xe vì đây là ý tưởng do nhân viên sale thực hiện, cô không hề được báo trước. Đến hiện tại, Lily Chen đã quyết thay đổi màu xe từ hồng đen sang vàng đồng.
Chính vì sự trùng hợp này đã khiến Lily Chen vướng vào những scandal tình ái chấn động trong suốt những ngày qua. Nữ ca sĩ cho biết lý do khóa Facebook cá nhân ngay và luôn lúc tin đồn rầm rộ là để tránh bị soi mói, muốn phòng vệ trước những lời lẽ công kích của dân mạng. Sau tất cả, Lily Chen đã lên tiếng phân trần và tiết lộ thông tin hiếm về người ấy như sau. Việc đầu tiên tôi nghĩ tới sau drama chính là đi dán lại chiếc xe, đổi sang màu khác. Thực chất tôi chỉ muốn kết thúc chuyện không hay này và đổi màu cho hợp phong thủy. Vẫn Mr. Xuân Hoàng là người thực hiện cho tôi. Màu xe mới này do tôi yêu cầu thay đổi. Thứ hai, người yêu tôi là một doanh nhân, kinh doanh bất động sản, kinh doanh giải trí kiêm luôn nhạc sĩ, không liên quan tới người mà mọi người nhắc tới. Làm rõ câu chuyện, Lily Chen cho biết không muốn vướng vào ồn ào và bị bàn tán thêm trên mạng xã hội. Đáng nói, Lily Chen còn nêu quan điểm gây chú ý về chuyện yêu đương của những người giàu có. Tôi không ngại khi thừa nhận bạn trai mình phải là người vững về tài chính. Tôi không thuộc tiếp người thích dựa dẫm và tự chủ về kinh tế. Song chỉ đơn giản một điều, may tầng nào gặp may tầng đó. Cuộc sống sẽ duyên cho chúng ta những mối quan hệ đời thường. Nhiều người đi qua đời bạn, nếu hợp nhau sẽ ở lại với nhau. Tôi là người sống tình cảm nhưng không mù quáng theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Chuyện tình cảm càng khó nói, nhất là với những người vừa có tài lại vừa có tiền. Lily Chen là một cái tên khá lạ lẫm trong giới showbiz. Cô nàng tên thật là Trần Kim Ngọc, sinh năm 1995 tại Tây Ninh và là một trong những cô gái sở hữu Maybach giá 9 tỷ trẻ nhất Việt Nam. Năm 2019, Lily Chen tham gia cuộc thi tình Bolero và giành được vị trí Á quân. Cũng từ đây, nhiều khán giả ưu ái gọi Lily Chen là Ngọc nữ Bolero. Ngoài ra, cô nàng còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong bộ phim Thất Sơn Tâm Linh. Trước đó, vào sáng 21 tháng 6, mạng xã hội rộ lên lùm xùm giật bồ gây xôn xao. Theo mô tả, nữ chính trong tin đồn là Ngọc nữ Bolero, Lily Chen và Ngọc Trinh. Dù là người đến sau nhưng mẫu nội y ngang nhiên dùng chung bồ đẹp trai, nhiều tiền với Lily Chen. Cả hai mỹ nhân gần đây được chú ý với việc mua xe mới, nhưng đáng nói hai chiếc xe rất giống nhau, mang tông màu Blackpink ấn tượng. Theo lời đồn, hai chiếc xe này đều có giá bạc tỷ, được đặt mua cùng chỗ, đều là những món quà đến từ anh bồ dùng chung. Thế là hàng loạt nghi vấn xoay quanh hai người đẹp này nổ ra. Khi Lily Chen lên tiếng, bùng binh tình ái chính thức được làm rõ. Về phía Ngọc Trinh, cô vẫn giữ im lặng từ lúc lùm xùm nổ ra cho tới hiện tại.